Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 273. Sáng này những đức quay mấy công đoạn các cụ già trong chùa. Mỗi bà cụ những đức hỏi cụ có tâm quyết niệm Phật vãng sanh hay không. Thấy mấy bà cụ mình mấy bà niệm Phật có nhiều bà nói chuyện rất là hay. Khi mình hỏi đồ mấy bà trả lời đồ cũng thấy hay, mà thấy làm mấy công đoạn đó cho các cụ thấy ý nghĩa. Sau này khi các cụ mất đi cũng có những kỷ niệm, giống như đến thế gian này cuối cuộc đời để lại một câu Phật hiệu. Khi ai coi được những công đoạn đó cũng thấy các cụ niệm được mấy câu Phật hiệu kết duyên với chúng sanh. Tự nhiên mình nghĩ những cái điều lợi ích cho các cụ, cho đại chúng, tự nhiên trong lòng mình nó rất là an lạc và thoải mái. Nên mình là người nghe đạo mà làm những việc mà nghĩ về cái lợi ích cho người khác, tự nhiên trả lại cho mình sự bình an. Còn nếu như mình làm những việc mà gây bất lợi cho người khác thì sẽ làm cho mình bất an. Làm lợi ích cho người ta thì an tâm, mà làm bất lợi cho người ta thì bất an. Nên chúng ta chọn phương hướng an tâm, đó là niệm niệm lợi ích cho mọi người. Phải nhớ, giống như mình mỗi ngày niệm Phật, mình học tập buổi chiều này quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Giống như các cụ trong chùa mình, khi mình hỏi mục tiêu niệm Phật của các cụ để đi đâu, các cụ đều nói đúng một câu: quyết tâm đời này phải về thế giới cực lạc. Quyết tâm đời này chứ không có đời thứ hai gì hết. Rõ ràng là mình hướng dẫn các cụ. Các cụ nghe mỗi ngày, các cụ gầy dựng được cái tính tâm quý vị. Gầy dựng được tính tâm. Thêm nữa là các cụ trong chùa mình, mấy bà cụ không có cái gì của cải vật chất gì hết. Bà không có tiền dưỡng già, dưỡng bệnh hay là lo về tiền bạc chuẩn bị để mai mốt mình chết hậu sự làm sao. Không có gì hết. Nên cái việc ra đi của các cụ nó rất là tự tại và thoải mái. Nên đại chúng ngoài đời cũng vậy. Mình có tuổi, những của cải gì mà cho con cho cháu mình sắp xếp hết. Những cái gì mình làm phước thiện được thì chân thật làm, đừng có đợi cái ngày mai. Có khi ngày mai cơn vô thường đến bất tử, chúng ta ngã ngửa trở tay không kịp. Nên mỗi một người niệm Phật của mình, những cái gì cần sắp xếp thì sắp xếp cho gọn gẽ hết. Những đức thường nói câu này rất nhiều lần là mình là người niệm Phật chỉ có đúng một cái nguyện là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ mình không có cái nguyện rằng khi tôi chết tôi chôn hay tôi thiêu, hoặc là khi tôi chết rồi phải làm cái gì cho tôi. Chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Còn tất cả những cái gì khác đừng có di chúc. Tại vì nếu như mình vãng sanh thì cái gì nó cũng tốt. Còn nếu như mình không vãng sanh thì cái gì nó cũng xấu cả. Phải nhớ. Nên mình toàn tâm toàn ý chỉ có đúng một cái nguyện là nguyện vãng sanh. Chứ không có cái tâm nguyện khi tôi chết rồi phải làm cái gì. Cái đó để cái phước duyên
Nó tự sắp xếp cho mình, yên tâm đi quý vị. Rồi nhớ. Thí dụ như giờ người thế gian bây giờ tôi tâm nguyện sau này tôi chết tôi chôn ngay chỗ đó thì sao làm sao? Hoặc khi tôi chết rồi thiêu tôi, đưa tôi đi đến nơi nào thờ. Lỡ như những sự việc nó ngược lại hết. Rồi cái linh hồn của mình sao? Nên mình phải toàn tâm toàn ý hướng đến mục tiêu đó là thế giới cực lạc thôi. Còn sống những việc thiện, những việc tốt làm được thì chân thật làm. Còn khi chết rồi thì cái duyên phước nó tự sắp xếp. Nên lúc mình còn sống mình dạy người ta làm sao, mình làm lợi ích cho người ta làm sao, thì cái nhân nó chiêu cảm cái quả. Còn nếu như mình còn sống mình không có làm được những việc gì lợi ích cho chúng sanh, không có dạy người ta những điều lợi ích cho chúng sanh, vậy thì dù mình có một cái nguyện tốt gì cho mình đi chăng nữa, nhưng cái nhân cái quả nó không tương đồng. Cái nhân cái quả không tương đồng. Nên mục tiêu hướng thiện là nhân, thì chúng ta gặt quả là thiện thôi. Phải nhớ. Nên cái chỗ mà mình nghe Phật pháp niệm niệm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích xác thực. Thí dụ như giờ ở trong chùa mình đi, tất cả những việc làm mình không cầu danh cầu lợi, mình chỉ mong làm sao cho các cụ được sống bình yên và sống vui vẻ trong cái tuổi già. Rồi khi cuối cuộc đời của các cụ được lo lắng, được niệm Phật đưa tiễn các cụ, mình luôn luôn là gầy dựng cái chuyện hộ niệm giúp đỡ cho người ta khi cặn tư nghiệp. Giống như cái lúc người ta đang lo âu bất an nhất, mình là người ở bên cạnh động viên giúp đỡ cho người ta, giúp cho người ta an tâm. Và thường ngày mình phiên người ta hộ niệm giúp đỡ nhau, khi bệnh đau thăm lơm hỏi han nhau, cuộc sống cùng chia sẻ nhau, có cuộc sống lo cho họ được sự bình an. Mỗi ngày mình gieo cái nhân như vậy thì cuối cuộc đời mình khỏi cần nghĩ cái quả của mình, nó cũng có thù thắng. Còn mỗi ngày mình không có gieo cái nhân thiện gì hết trơn mà mình cứ trông cái quả thiện không à, có không quý vị? Không có đâu, không có đâu quý vị, phải nhớ. Nên nó mỗi một người mình nghe Phật pháp rồi, mục tiêu mình hướng đến, mình biết là nhân là quả thì mình sẽ hướng đến mục tiêu tốt. Đặc biệt nhất là chúng ta gầy dựng nhớ Phật niệm Phật. Dù cuộc đời có những sự cố gì đi chăng nữa, chúng ta cũng mỗi ngày đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người mà quyết chí một đời này vãng sanh cực lạc là người nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Như hồi sáng những đức ngồi nói chuyện với một bà cụ có thu hình lại. Bà cụ này quý vị nói những việc khác bà không cần biết đến, bà chỉ biết niệm A Di Đà Phật, cứ niệm A Di Đà Phật. Những đức kia bà niệm lớn lên, bà niệm lớn lên, bà niệm A Di Đà Phật, niệm tới cùng luôn. Nói những việc khác bà không biết, bà chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Nên hồi sáng anh Đức có nói một câu rằng, thí dụ như cái người này họ niệm một câu Phật hiệu, chắc chắn rằng trong tâm tư của họ là muốn về thế giới cực lạc, nên họ nhớ A Di Đà Phật. Giống như bây giờ mình muốn qua bên nước Mỹ thì nhất định là mình sẽ nhớ nước Mỹ. Mình muốn đến chùa Hộ Pháp thì chắc chắn rằng quý vị biết qua những đức hoặc là Hòa Thượng Viện Chủ, biết Hòa Thượng Viện Chủ hoặc là biết những đức, thí dụ là như vậy, thì mình mới đi đến đây. Vậy thì bây giờ mình niệm A Di Đà Phật là mình muốn sanh về thế giới cực lạc, mình mới niệm A Di Đà Phật. Thế giới cực lạc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là thế giới cực lạc. Nên chúng ta quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị phải nhớ câu quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc, quyết chí cầu sanh cực lạc để niệm Phật, hai nhưng là một, phải nhớ.
Tuy hai mà một, nhưng mục tiêu niệm A Di Đà Phật là để cầu sanh cực lạc. Hồi sáng có mấy cụ có nói rất là hay, sống ở cuộc đời này nhiều cái khổ quá, nhưng từ khi gặp được Phật pháp á thì giảm sự khổ đau tối đa, là nhờ có mục tiêu đi về tốt đẹp. Có những bà cụ nói rằng lúc trước ngoài đời cứ thường khóc tủi thân, cuộc đời khổ quá từ nhỏ tới lớn, không có phương hướng, nên cảm thấy cuộc đời mình sống vô nghĩa. Từ khi gặp được Phật pháp, vô đây tu niệm Phật 4-5 năm, 5-6 năm có những cụ, và nói rằng rất là bình yên, an vui và tự tại. Tự nhiên mình nghe các cụ nói, tự nhiên trong lòng của mình nó rất là vui vậy. Và thu âm thu hình là những công đoạn này để cho đại chúng ngoài xã hội người ta coi, và bật lên cho cha mẹ mình coi, những người già nghe, những người già nói chuyện, những người già này niệm Phật phi những người già đó niệm Phật, hoặc là con cháu coi được ông bà cha mẹ của mình. Nên những công đoạn này làm dữ liệu về sau cái cụ mất đi cũng còn hình ảnh của các cụ. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nhìn được các cụ già 80 mấy tuổi, 90 tuổi, 70 mấy tuổi, toàn là lớn tuổi mà rất tỉnh táo nghe quý vị, phần nhiều rất tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, mắt sáng, đủ tai nghe rõ, đúng là người niệm Phật có đại phước báo đại nhân duyên, thù thắng thiệt. Thấy từ cái nhân duyên này, tự nhiên trong lòng của mình hưng khởi cái tâm niệm Phật. Và hồi sáng như đứa có nói một câu rằng cho các cụ khắp nơi nơi coi được, để những người già có phương hướng đi về. Nếu chưa đi đến chùa được thì cũng nghe những công đoạn này, tự nhiên cố gắng niệm Phật, còn sắp xếp được sau này đạo tràng mới xuất hiện mình đến mình ở, nhất là cái đạo tràng mới xây sau này các cụ già ở rất là đông, đạo tràng nó rộng. Và cái khuôn viên của nó cũng như ở Hộ Pháp này, mà đó là một đạo tràng mới hoàn toàn. Có nhiều huynh đệ nói rằng khi xây lên được đạo tràng, nói mà mua đồ nguyên một cái đạo tràng lớn như vậy biết bao nhiêu tiền bạc mà nói. Những đức nói rằng chỉ cần chân thật lợi ích cho chúng sanh, tiền bạc không có vấn đề gì hết. Cứ chân thật hướng thiện đi thì không có thiếu đâu, đừng có lo. Sợ là mình vì cá nhân mình á, chứ nếu như niệm niệm lợi ích cho mọi người thì đừng có lo về vật chất. Phàm phu như mình còn có cái niệm lợi ích cho mọi người, chư Phật Bồ Tát còn gấp 100.000 lần mình. Mình không có phước, chư Phật Bồ Tát có phước. Chỉ cần mình hết lòng hết dạ, chân thật mình làm những việc lợi ích cho chúng sanh cũng như tâm nguyện chư Phật Bồ Tát, thì quý vị phải biết cái tâm nguyện đó nó phát ra thì đại phú báo đại nhân duyên nó cũng phát diễn ra. Nên chỉ cần niệm niệm lợi ích cho chúng sanh thôi thì tức khắc việc gì cũng đầy đủ. Nếu như chưa làm mà sợ rồi thì làm sao dám làm. Mà thật sự thì cả một đạo tràng lớn như vậy, giường thượt đồ đạc bí núc, có nghĩa là toàn là mớ hết, đủ thứ để mà sắp xếp để mà mua. Nhưng mà những đức rất là thoải mái yên tâm, vì những đức nghĩ rằng mình làm việc cho chư Phật Bồ Tát, nên tất cả những người chỉ cần hết lòng hết dạ làm việc cái chư Phật Bồ Tát thì yên tâm. Yên tâm.
Thí dụ như mình làm một việc thiện giúp người đi, toàn tâm toàn ý giúp người, lợi ích cho người, đừng có gì cá nhân mình. Chứ đừng có mà thí dụ như bây giờ người ta cúng dường cho 1 tỷ, làm 700 chừa lại 300 để dành xài, hoặc làm 500 chừa lại 500. Mình làm không phải thế nào mình cũng gặp quả báo không phải à. Còn nếu như mình làm thật lòng, nhiệt tình, hết mình, thì dù có ai nói gì đi chăng nữa mình cũng không sợ, vì mình đã làm hết mình rồi, có gì đâu sợ. Còn nếu như bây giờ mình làm mà không nhiệt tình hết mình, người ta động đến mình một cái là mình giống như bị chọt ác rồi, nhột. Còn nếu như mình làm chân thật thì ai có nói gì đi chăng nữa mình cũng không sợ, tại vì mình làm lợi ích cho chúng sanh mà bị người ta nói thì tiêu nghiệp mà tăng phước. Nên tất cả những người làm việc phước thiện được công chúng hỗ trợ mình làm, phải nhiệt tình hết lòng mà làm, biết dùng cái tâm là đem của cải người ta đưa cho mình để mà chuyển tay cúng dường làm việc lợi ích cho chúng sanh. Chứ nếu như bây giờ cái của người ta đưa cho mình mà mình buông xả còn không được, làm sao cái của mình buông xả được? Chỉ cần mình chân thật mình làm lợi ích cho chúng sanh, người ta đưa cho mình chân thật mình làm, thì càng nhiều để mà mình làm lợi ích cho chúng sanh. Cả cuộc đời có người có ý nghĩa vô cùng, dù mình không làm ra tiền nhưng mà người ta tin tưởng mình, người ta đều đem đưa cho mình để mình làm những việc lợi ích. Mà chính những việc lợi ích mình làm người ta thấy rõ ràng, thì tức khắc người ta sẽ cùng chung tay với mình để làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Những đức tin rằng ở cái cuộc đời này cũng có rất nhiều người cũng hiểu được cái nguyên lý cuộc đời con người, khi một hơi thở thở ra không hít vào thì cái gì mang theo được? Chỉ có phước báo hay tội nghiệp. Không có ai dạy gì đi muốn mang tội nghiệp đi theo, ai cũng muốn mang cái phước báo đi theo. Vậy thì chắc chắn rằng cuộc đời của mọi người chúng ta đều là muốn tạo phước duyên để cầm theo. Vậy thì chân thật hướng thiện, làm điều thiện. Nên quý vị nhớ, làm một việc ác thì cũng có bao nhiêu người cùng hướng đến cái ác, làm việc thiện thì cũng không thiếu những người hướng đến thiện đâu quý vị à. Chỉ cần chân thật làm những điều lợi ích cho chúng sanh thì cũng sẽ có những người sẽ cùng chung tay với mình làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Nên cuộc đời của mình mừng nhất là mình có thể làm những việc lợi ích cho chúng sanh có ý nghĩa. Nhưng Đức thấy tất cả các cụ già, khi những Đức mà thu âm thu hình hỏi các cụ về các cụ vào trong chùa bao nhiêu năm rồi, ở đây niệm Phật có an lạc hay không này kia được. Thấy các cụ trả lời, cụ nào cũng đều vô cùng là vui vẻ, mà mình rất mạnh dạn hỏi han cho các cụ trả lời. Mình rất mạnh dạn quý vị. Nếu như bây giờ mình ở đây mà làm không đúng đắn, không đàng hoàng, các cụ vào chùa mình nhận tiền nhận bạc, rồi giàu thì mình chăm lo, nghèo thì mình bỏ bê, thì chắc chắn rằng những Đức không có mạnh dạn hỏi han các cụ đâu. Miệng mồm nào mà hỏi, mà các cụ cũng không có tự nhiên để mà trả lời cho mình nghe đâu. Nhưng ở đây mình làm rất là thật lòng, nhiệt tình. Mục tiêu là nuôi người già để cho các cụ niệm Phật. Mục tiêu là làm sao giúp cho các cụ một đời này được giải thoát. Mục tiêu là giúp cho các cụ được an vui cái tuổi già, được bình an cái tuổi già. Chỉ có mục tiêu như vậy mà mình chân thật mình lo cho các cụ già thôi. Nên những Đức thấy rằng là những việc làm này giúp cho mình rất là an tâm. Nên thường cứ nói những người trong chùa, anh em xuất gia, chúng ta hàng cư sĩ, chúng ta cùng chung tay. Rồi tất cả những người muốn phát tâm đi tu hành, thấy từ cái nhân duyên này, tự nhiên mình đến mình vừa tu được mà mình làm lợi ích cho chúng sanh, nó ý nghĩa vô cùng. Thí dụ như với một cá nhân của mình muốn làm được. Bây giờ có người làm, mình cùng chung tay để làm. Nhưng ngày xưa mà Khổng Lão Phu Tử mà đi chu du liệt quốc, mà muốn tìm một vị minh quân thôi mà tìm không ra. Nên trong Phật Pháp có nói câu là gặp duyên không đồng. Có những người cũng đi tu mà tự nhiên mình vừa đi tu cái mình gặp một người, đều là vì danh vì lợi không, cái mình nhập vào tạo cho mình ra cái quả là danh lợi luôn.
Có những người cũng đi tu đến ngôi chùa, tự nhiên ngôi chùa đó không tu hành gì cả, mỗi ngày cốc cốc can can kiếm cuộc sống, thì tự nhiên đi theo người ta làm giết quen luôn. Có những người mới đi tu cái tự nhiên vào chùa cạo đầu đắp y lên, cái thành ra ông thầy. Cái bị người ta dạy khéo léo nói chuyện đồ để quen biết Phật tử kiếm cuộc sống, lâu ngày nó thành ra cái bệnh nó quen luôn. Còn có những người đi tu tự nhiên mình đủ duyên mình nghe được cái pháp giải thoát, mà mình lại chịu tiếp nhận cái pháp giải thoát, rồi cố gắng mình tu hành, tự nhiên mình có mục tiêu hướng đến chỗ giải thoát. Như những đức đi tu gặp ngay pháp môn niệm Phật, gặp ngay ngôi chùa nuôi người già, và tự nhiên những đức đi nhìn nhận rằng cái việc nuôi người già là một cái ý nghĩa vô cùng lớn, vì tương lai con người mình cũng già. Những đức nói câu này không biết bao nhiêu lần mà nói, tương lai mình cũng già nên mình thương người già là mình đang lo tuổi già của chính mình. Xác thực là như vậy. Nên khi những đức vào trong ngôi chùa đó, những đức có cơ hội để nuôi người già. Chính người thầy đó có tư tưởng nuôi người già, những đức có cơ hội nuôi người già. Và tới bây giờ luôn là những đức vẫn duy trì cái việc nuôi người già. Đi tu được 12 năm. Có những người nói việc này làm tuy thấy thì hình thành một đạo tràng đặc biệt, nhưng cái việc làm này có những người cũng không kiên nhẫn để làm. Những đức nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như mình mà bền lòng bền chí thì việc gì ở thế gian này mình cũng có thể làm được. Chỉ cần mình chân thật thương yêu lo lắng với các cụ thôi, thì tự nhiên các cụ cũng sẽ cảm với cái tâm đó mà cùng sống với mình rất tốt đẹp. Những đức tin chắc 100%. Nên những đức đã thấy ra một mô hình lo cho người già để niệm Phật, thấy yên vô cùng. Nếu mà nói để cho những đức chọn nuôi tăng ni niệm Phật và nuôi người già niệm Phật, nuôi cư sĩ niệm Phật, nếu cho những đức chọn, những đức sẽ chọn lo cho cư sĩ và các cụ già niệm Phật. Còn ai lo cho người xuất gia tăng ni thì tùy duyên. Những đức thích lo cho cư sĩ nếu cho những đức chọn. Còn nếu như nhân viên mình làm được những cái việc về hàng tăng ni thì những đức cũng chân thật làm. Nhưng nếu cho những đức chọn, những đức chọn lo cho hàng cư sĩ niệm Phật. Những đức nói thật là hàng cư sĩ, có những người người ta nghĩ người ta là hàng cư sĩ đơn giản, nên khi mình hướng dẫn người ta, người ta cũng đơn giản và người ta tiếp nhận. Còn có khi những người xuất gia lại học hành biết cái này kia nhiều thì họ cũng nghĩ họ là thầy bà, nên cái sự tiếp nhận của họ có khi hơi khó. Nên có một câu này dạy rất là hay: tu càng lâu càng biết cúi đầu giống như bông lúa chín. Câu này rất là hay. Nhưng chúng ta đi tu thì ngược lại, tu càng lâu thì mình không cúi đầu mà mình lại kênh lại. Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn nó càng lớn lên thêm, chứ không phải là cúi đầu. Mà người xưa thì tu càng lâu càng biết cúi đầu, là biết hạ mình đúng nơi đúng chỗ. Có những người tu càng lâu thì càng khó tính, bắt bẻ từng chút từng chút. Từ nơi đó họ tu sanh ra phiền não. Không phải sanh an lạc mà sanh phiền não. Nên nào Phật tử mà thí dụ như mình biết Phật Pháp dù có mấy chục năm đi chăng nữa, mà một người người ta mới biết Phật Pháp, người ta nói những câu hay mình cũng tiếp nhận. Tuy mình thấy người này người ta mới tu nhưng mà lời nói người ta có thật chắc. Còn mình tuy là tu mấy chục năm nhưng mà chỉ có cái hư danh là quy y mấy chục năm, chứ thật sự mình chưa có nhận thức được đạo Pháp. Vì thì mình cũng là người sơ cơ thôi. Bởi vì mình mấy chục năm mà mình gầy dựng một cái pháp tu, mình học về định lực nhân quả, thì tức khắc mình không có bao giờ kiêu ngạo ngã mạn. Còn nếu như mình kiêu ngạo ngã mạn mà mình nói mình quy y mấy chục năm, thì chỉ có cái tiếng quy y mấy chục năm, quy nhưng mà không y, là không làm, thì từ nơi đó thì không tính.
Đừng bao giờ nói tu lâu, chỉ có cái hư danh mà không có thật chất thì cũng thất bại. Nên tu hành đó là gì? Chúng ta phải tin nhân quả, gặp những sự khó khăn phải biết nhẫn nhịn, phải chịu thiệt được. Vì mục tiêu của mình không phải đến thế gian để tranh giành hơn thua đấu đá, mà mục tiêu của mình là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Từ nơi đó mà từ chuyện gia đình cho tới chuyện chùa chiền, mỗi một người mình chỉ cần hạ mình nhẫn nại, chịu thiệt, đó là tu hành. Vì mình hướng đến mục tiêu gì? Mục tiêu cầu sanh cực lạc, chứ không phải là hơn thua, tranh giành đấu đá ở cõi đời này. Phải nhớ. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta gầy dựng được cái tín nguyện niệm Phật cho thật là kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.